Go back now không? See here. Wait. Wait, wait. Wait, sao nó chạy được? Đấy, người người thành công luôn có lối đi riêng phải không? Thôi. Lối đi riêng ở đâu ổn đâu. Chứ không phải chung cái diện à không? Ơ đi qua rồi à? I can see you. Mày gì thấy ta thì kệ. Em mày chứ. Con đi này nó rồi kìa. Mọi người từ từ, mọi người có nghe tiếng không? Tuổi cháu thì không phải là người làm vì tiền đâu, cháu lên ngồi nói chuyện thôi nên là cô đừng nghĩ rằng cháu như những cái streamer khác nha. Cảm ơn. Vừa nói cái kìa thì chết xíu về cái gì kìa. Này xem đây này, không có chết lần hai luôn. Ba sáng. Ôi trời ơi. Chưa kịp giải trí luôn. Rồi. Rồi, xịn sò, xịn sò. Rồi, tuổi, hình như còn hai cái nữa thôi đúng không? Hai cái nữa thôi, lần này ta qua không phải là người, ok. Ôi trời, rồi. Oh no. Nhảy qua không được. Chơi iPad dễ lắm hả? Chú đang chơi ở máy tính này. Ui. Đi quay. Thế là không được đi vào mấy cái cô đấy hả? À? Sao phải không nói trước? Nói sớm thì mấy cái lại tầm thường quá. Cái trên nó có cái gì mà nó cứ đập vào cái đầu mình, thích là đau đầu thật đấy. Dễ mà nhờ, ờ dễ mà. Rồi, đây rồi. Trên này có gì? He's here. Đâu? Mày ở đâu? Oh my god, no, Ủa nó đi xuyên tường mọi người. Ui, nó đi xuyên nhà, xuyên mẹ mày bàn ghế luôn, trời ơi. Con chó này. Mình sẽ đi đường này, Đâu mày đâu? Không được anh bạn ạ. Ôi nhưng mà rồi, tuổi. Ô là trời. Cái gì? You won't escape here. Thế thì mày còn đường nào để ta đi đâu? Mà không qua được. Rồi, trời ơi, toàn pha đơn giản mà không qua được. Toàn xương cái xấu này ghê quá. In the cloud bar. Tìm cái kiểu cái móc sắt ấy. Móc sắt ấy ở đâu? À đây. Không đẹp ở game là. À đây là lấy được rồi. Không nên nạp vào làm gì cả. Thật rất là tốn tiền, mình chơi cho vui, chơi game cho vui chứ không phải là chơi game để mà giàu nghèo các thứ gì nhá. Game tình chủ nghèo với lại có người yêu đâu, game tăng chiều cao nữa. Đấy là game ngoài đời thực không đấy. Đi lên. Hello, liên nhá. Này, bây giờ tôi hỏi mọi người nhá. Bây giờ chẳng hạn này, có một người mà trước kia mọi người tán, chẳng hạn tán tỉnh. Tôi không nói là nguyên con trai hay con gái nhá. Xong nhưng mà người ta không đồng ý. Đấy, thế là mình bỏ, từ đấy mình không tán nữa, mình cũng không động vào người bạn ấy cả. Tức là nói chung là vẫn là bạn bình thường ấy. Ê, xong bây giờ tự nhiên bạn ấy kiểu quay lại để mà quay mới lại xem story này, xem hồ sơ các kiểu này thì có nghĩa là thế nào? Chưa, tao qua được. Từ từ. Qua được, ok. Biết đâu chú đang chơi game thực tế ảo. Chú đang chơi game thực tế ảo đấy.
Ui dồi, nó có cái bàn tay bắn ra là thế nào vậy? Ghê vãi thì... Mọi người ơi, cái tiệm pizza bất ổn. Đây là cái tiệm pizza bất ổn mọi người ạ. Help me. Cái kia thì nó... Đừng có đẩy, tao đã lé đéo được rồi, lại còn đẩy. Trời ơi. Ok, đã qua cái màn khá là khó khăn. Hop on là cái gì? Hop on là cái gì? À, phải nhảy lên đấy. Ôi dồi. Đứng này, đứng được. Đến với lại một ui, không ngờ cái nhà máy, cái cửa hàng pizza này còn có cả dung nham với các thứ. Sợ thật. Đoạn này không lên được nữa thì bảy vào thứ bảy thì chú đã không ủng hộ được rồi. Nếu mà vào chủ nhật thì có khi là có thể chú ủng hộ được, nhưng vào thứ bảy là chịu rồi. Chú phải đi làm chủ nhật, chú định là chủ nhật là chú đi xuống Hà Nội chơi đấy. Chẳng hạn như là vừa rồi, vừa hôm nay là chú từ Hà Nội về đấy. Chú vừa từ Hà Nội về, đầu giờ chiều là về rồi. Run home. Hờ. Mình dấn thân vào ấy các thứ, việc gì phải run home. Ơ, phải đi đường này à? Lại cái còn gì nữa, nghe ghê chết đi được ấy. Nó bên đây. Đừng ấy, ôi cái điệu cười tẩm thế. Cái con chó này, riêng công chúa là phải để ở nhà. Mày đâu? Tuổi. Từ từ đã, nhưng mà tao không biết là đường nào phải đi ra. Để đi ra. Tôi chết rồi. À hay. Thắng chưa? Ơ thắng rồi mọi người ạ.